就是这次回来很多事情都没有准备好，哎，我回来啊，我也没有买共进啊，就是买机票就马上就回来了，都没有带东西，所以这一次没有准备，没有准备好，小小希望啊，过几天早早就回台湾啊，工作都能顺利，赚多一点钱，然后明年回来小小就能多买多一点，送给邻居啊，送给贫穷的人啊，因为我们这要做一些好事情，可以帮助别人这样子啊。可是我觉得昨天呢，我跟我妈妈在这边呢，准备这些东西啊，我觉得心里很就是很放松、很幸福的一种感觉，因为我们呢就能可以做一个好事情，帮助一些人啊，不好过啊，贫穷的。因为以前小小我们小小我们这边的也是过得没有那么好，人家送的东西呀、啊，我们都很开心，所以我想说，是就在哪呢？别人也跟小小的一样的那一种感觉啊。我的烧的烧的，嗯，然后再打烧的，哎，那个，那个回来就呢。我妈妈啊，她很忙哦，她每天都喜欢去菜市场做这个、啊。她很忙一下子，她都忘记买那个，忘记买那个，她每一天都跑菜市场，她都装这样一袋，一袋这样子。好好嘞，袋呢？袋很难嘞，一包糖，一瓶油。多少？再一瓶酱油，这样子，然后一包米就是一份。好的呀。我们乡下这边啊，就是送一些小礼物这样啊，大家都会很开心。我也买八个，这样加一包米，这小小就是算就是这个礼物和一包米呀、啊，大概一物就是30万啊。小小就这次没有准备好，所以只有20户。我昨天呢就写好出来，然后早上啊。我妈妈她都会发票啊，就是有号码票啊，人家来就会拿那一个票来领东西。邻居有的人啊，他很早就来了，他有很多人都坐在这边等，坐在小小的后面，他们住比较近啊，他们早就来了。其实我来台湾很久了，也是22年了。回越南这次是第一次做的，像做的事情。越南啊，能多一点给邻居，因为我觉得这次给这样太少了。下次准备多了一些呀、啊，比那些什么味精啊、调味料，因为我们乡下这些很重要。这些像泡面啊、米啊、油啊、味精啊、鱼露啊、酱油啊，就是每天都有用到。这是我老妈。啊，来帮我！我出去买呢，买我出去好野呢，老妹买。好，大家好，小雷，大家好。没拿木呢，没拿。
本来是还要有真阳一点鱼露和一包调味料，可是小小这次回来什么都没有准备好，所以感觉是太少了。可是小小就有在用心做这个事情。con này sống chiều nào, sống chiều nào là nó đi chiều đấy đó. Nó về nó ở với má nó. Chị Tư thấy giống không? Mọi người nói giống mọi người luôn á. Mà không biết cái giống không biết. Ai cũng nói giống chị hai. Chị nó theo vậy nè. Thiệt giống thiệt. Nữa, nữa lớn là con già đó đó, có đẻ mẫu nữa con già đó, cái dạ, nó đẻ con trai không chị, hồi đó phải người ta đẻ thêm đứa nữa, đẻ con đứa, giờ này đẻ gì nữa, 53 rồi đẻ gì nữa, ai thằng trai, con Vương á, con Vương giờ thúc á, nó nói nha, chị Dung á. Nói đi. Hả? Giờ đâu cần nói đâu, con làm tiếng cho cũng được. Nè hả? Còn chụp hình cho em với bà anh tắm. Mẹ ơi, lại chụp hình mẹ. Chụp tắm là làm hình hành. Nó gần 40 á, mà nó đâu có dài. 40 rồi. Rồi vậy tắt phim à. Rồi. Cười với em gì Tư, giờ bả nè, có ông nào Đài Loan giả thì Tư cho rồi. Nói tiếng Tây tiếng Tạo vẫn nghe mà quay vậy chứ. Mẹ có bánh không? Rồi mở giùm hai gà nha cô Dung. Để vậy. Ê, ba ngày cũng làm được nữa hả? Gì vậy? Cho trong đó á. Không, về bển nó dịch tiếng ở bển rồi. Cô ơi, cảm ơn cô nhưng mà chết nhiều. Đó, người đẹp đây nè, người đẹp tay đô đó. Được chưa? Rồi. Vô. Họ cứ vô mặt cho mai cũng ra. Có phiếu mới được. Chị Tư kìa, chị Tư nữa. Chị Tư luôn đây rồi. Chính là sao mà có chính.
con mới đi nè, con không biết gì đâu. Bất tử, bất tử. 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 Con đi mua cho trai, bà có dũng bất tử. Thôi con chào hết á. Ủa, thằng anh già đâu vậy? Thằng già đâu? Chưa, anh Trúc hả? Trúc trả lên hay gì? Không ai hả? Gọn tám vô. Đi ra đây mà quay phim cho Út nè. Ủa làm gì mệt? Rồi coi vô đây chứ. Cái gì? Vô làm cái gì? Vô lên đài truyền hình. Hả? Chứ à bé tha, giao sĩ chào tha sao lại chai với chi đã. Đưa cho con Dung chưa Dung? Rồi vậy được rồi. Đã đưa cho con 7 luôn mình gì ba ơi, sao con về ba. Có. Còn 6 người nữa hả? Còn 18 đờn. Với bà gum về bên sông. Bà gum. Ừ. Ủa nãy có lãnh giùm kịp không ta? Với ở trên nhà ông Út Thao 3 phần. Với ông Minh 1 phần. Là đủ luôn đó. 6 phần đó. Trước thì quay cho cái chị ốm chị chạy cái xe chở quà về. Để con ôm mới được, con ôm con ngồi. Đi lắm vòng mà về thờ bệnh tới chắc tết luôn à. Chứ sao mà tới nhà, ta về tới nhà còn bịch không? Đi ra cho cô ba, cô Tư về nha. Ra cho cô Tư về. Nè. Bốn phiếu không? Nào có nào đâu phiếu mốc?
Không có làm không? Có, đi làm nè, mới chạy về nè. Đang làm cái bánh bánh linh hồi nó sặc cái lướt luôn. Đủ chưa? Quê leo cà liếp. Hoặc làm kỷ niệm. Cái gì đâu? Đây cho con, tôi kinh đi. Dạ, làm hả? Ngay làm đâu? Ốp nào? Nhiều tôi là nà tha mình cho công cho mấy ở bán phà lại liền sao gì được được để cho cái chè chè à tha bán mắng liền và tha một cái đến liền sườn phần cảm ơn mẹ vàng hả à, mẹ vàng mẹ vàng lâu quá đừng với gà cổ khao à hồi đó nó nghe lên đó à hiếm dạ dạ mỏng dữ vậy à, hồi đó cảm ơn con nhiều dạ dạ hồi đó dạ con lấy cái bịch bự được rồi được rồi để đi nghe đi về tới con út đen á à nhớ nhớ hồi đó hay lên chứng giấy đi làm rồi chứng giấy đi làm thôi út về luôn cảm ơn nhiều cảm ơn chính về luôn nha Dượng á Dượng Tài Tài hả rồi rồi thích hết rồi con lên đi con lên đi lên cho lấy cái bịch bự thôi được rồi nhau rồi thứ ba dạ được được không cái này nó ngồi tôi được cảm ơn cái này nè cô cảm ơn cảm ơn ngốc nha. Bye bye bà nội kìa, bye bye bà nội với bác ba, bà nội là đi học rồi hả? Đi học rồi sáng ngày qua mẹ cho xin nghỉ một lần đi đi học ta cha tôi hình khai xin xéo xảo giá hình khai xin vì chê sư à quấy lại hay thu lãn là đau sổ mô tô mẹ ở chuẩn bị na thiên mà ma tả tên hoa xô bà ba bư xỉn à ô xéo xảo cho mà sang quấy lại quấy越南，因为这次爸爸生病啊，真的没有想到他那么快就走了。上次他生病啊，也是去看医生啊，住院几天就好了。然后这次啊，我们家也是想说他住院过几天他就会回来，是真的没有想到他很快就走了，让我们就是很难过，就是没有想到那个事情啊，病啊，怕那么快，因为上次病毒啊，爸爸也有中啊，所以生病，然后他的抵抗力不好啊，就没有办法。最有一件事情最难过的就是让小嫂很难过的一件事情是。爸爸生病的时候啊，我就没有回来，在爸爸的身边照顾爸爸。每次想到这件事情啊，我就会很难过啊，因为是真的没有想到我爸爸那么快就走啊。我也是想说啊，我在那边工作啊，多赚一点点钱，就是来想让爸爸吃好一点啊。看医生看好一点，吃好的药啊，这样病比较快好啊。这边也有姐姐、姐夫他们在照顾啊。然后那天我刚下班回来，我妈妈就打电话，我就马上买机票回来。我回到越南11点晚上，回到我故乡这里了，乡下。然后因为那边的医院啊，晚上。没有办法进去看我，那时候我爸爸就躺在救护病房啊，他们没有随便让人家看的，就是有时间固定时间到才能进去看那个我亲人啊，我就赶快进去看。哦，我真的我看不出来我爸爸，因为他头发白很快，然后人呢都肿起来了。医生说他就是吃药没有用。他
就是全身都没有在动了，都很硬啊，我们就给他那个深呼吸啊，输了都用管线啊，前一天爸爸还是好好的，可是病呢是太快了，我爸爸醒的时候啊，他就两个手啊都拿起来就是这样，他就跟我姐姐的意思说，就是把管线剪掉，好像就是被撒管线这样太痛苦了。爸爸是这样子想，可是我们是他的小孩，怎么可能？就是我们有机会，我们就尽量就是跑，不可能把线剪掉啊。可是一天一天的身体呢太差了，太虚弱了。我去那里呀、啊，我就一直讲话，一直讲话。爸爸就没有再动，然后他还没有严重失血呢，他都会跟姐姐说，不可以给他转到胡志明市的医院，太远了，他没有办法，他要回家。那我们就照他的最后的愿望啊，就回家，回家，然后进去里面的，到家里面的，我们就来叫他。他还知道他没有讲话，可是他都会流眼泪啊，好像爸爸就回到家，他很开心的，很安心的离开这个世界，离开我们。所以我是觉得我就很后悔，我这个辈子可能良心过不去，因为爸爸最后的人生啊，他生病这样子，我都没有在他的身边照顾他、陪他，所以哦，我真的每次想到这个事情，我超级难过的。他，他怎么还带来你家？你没有？人家挖了八分嘛，他不得歪呢。所以经过这个事情呢，小小才知道要懂得要珍惜的一些所有，不要等的事情啊发生的才会后悔，才会在那里哭，这真的是没有用。所以爸爸，我现在就是也是希望，就是我每天就是能念佛，因为念经我不会，我就念佛，就希望爸爸能安心的、快乐的、健康的走到天堂。还有个女呢，那女呢？有吗？哎，有一把呢，把哪有？哎，打开，讲打开。没个把呢，就不用了。我们捡来过桶。哦，把打了。就过边了。快过去把捡的。有伢来打。có có luôn á, bốn phần. Làm bên luôn. Đúng xong cái luôn. Giờ mà trên đây, giờ cho mấy con. Mới leo cả clip.准备多啊，所以都没有礼物
多的在给人家，所以小嫂就希望下次回来能准备多一点送给邻居啊，贫穷的人多一点礼物，让大家过年啊快乐一点。我就觉得做这个事情呢，自己心里觉得好像很放松的一种感觉，就是也很快乐，因为我们画的时候啊，看到大家都开心啊，然后我们都一样跟着开心。希望大家有看到小嫂的影片，小嫂的节目，要记得按赞、订阅、打开小铃铛，帮小嫂分享，让小嫂多加努力。谢谢大家，拜拜，拜拜，一等，对对，咁耐啊，小伟。